Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Bên này nhập đông quân bên này. Nhà trường học, trường bên này làm gì có nhà Doraemon. Ông đùa. Đây à, đây à. Ok này. Thằng mày đã núp vào trong này này. Núp làm sao được? Núp làm sao được? Núp làm sao được? Trường học rồi. Núp làm sao được? Nốc nhé. Nốc rồi. Lên bảng. Đấy. Thằng nào nốc vậy? Mình nói đâu có sai đâu. Trường học. Đậu xanh. Từ từ đang bận. Chờ tí. Hoàng Anh đi nhanh tay quá. Biết trường học không? Nó lút mất cái 4x của mình rồi anh em ơi. Trường học á? Nó chạy này. À, gắt thật. Dũng nó hạ rồi ông ơi. Wow. Chỉ có người đi học mới biết được thôi Hoàng Bi ạ. Tôi với ông không đi học làm sao mà biết được. Này, 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 này. Ê, có người cứu tôi. Cứu tôi không? Tôi bắn tức này. Cái đậu xanh. Chỗ nào vậy? Tôi còn có 116 máu này. Có cái chỗ trên cầu thang màu vàng không? Mấy ông bắn hộ tôi cái, chưa bây giờ có bóng keo đâu. Cầu thang màu vàng hả? Ok ok. Nghe bảo Dũng có đeo đuôi em cơ mà. Thôi chết miệng rồi. Nãy vứt cái khẩu MP10 rồi. Theo ra tôi đang cầm cái khẩu AK rồi nha mày. Chết miệng rồi, quên rồi. Ok ok, hay lắm. Tôi quay lại phía trên cái đã. Đồ ngon không bạn ơi? Ngon. Ngon á. Đúng rồi, hôm qua mình bận nên là không có like nha mọi người. Ngon không? Cái này hết ngon rồi. MP10 đây. Vẫn còn. Lút cái đích. Nãy vứt nhầm cái khẩu MP40 không ạ? Xong rồi. Đi các bạn ơi, các bạn có thừa ống ngắm nhiệt không cho mình cái đâu. Ồ, có 4x kìa. 4x đâu? Chỗ nào? Thì thế. Thì mình bảo thế có gì nữa. Ơ, mình thấy sát thủ nó lấy rồi nên thôi. Chưa, ê, có người. Có người mấy ông ơi, ngay phía 150. Có người không? Đấy ạ. Hướng. 150. Đóng hướng đi. 150. Đang chạy đây này, căn nhà Doraemon nha. Doraemon ông ơi, đang chạy này, gốc cây, gốc cây. Ok. Thấy chưa, thấy gốc cây chưa? Gốc cây, gốc cây, đang ở ngoài gốc cây rồi. Gốc cây á, à đây. Đấy, đúng rồi, hạ nó. Rồi, hay quá được, good game. Bắn hai súng trường à? Bắn hai súng trường Sida lắm không chơi đâu. Ê, thằng này có thằng Thanh này. Bọn em sẽ trang bị luôn. Lấy mà trang bị vào thôi chứ gì. Ok, em sẽ trang bị luôn. Xem có gì không đấy. Không phải nhắc cái này, không tự giác rồi. Ê, đừng chờ tí xem còn gì không nữa này. Ép, đây kép đâu. Mình vứt bớt này đi. Lượm thêm máu này. Hợp lý. Sao friend? Có. Đi, chạy qua đi bạn ơi. Để mình bắn 129 mà, bữa nay thích bắn 129. Ok, mình có làm okay, gì đâu, lấy một cái giáp thôi, còn gì nữa. Đấy, các bạn đồ còn lại. Ok, lấy cái giảm thành. Ê, có team, có địch. Chạy ra ngoài. Ê, đúng rồi, phải, chặn đầu nó. Hai đứa, đúng rồi. Đứng lại. Đứa này. Đứng lại mày. Cái đậu xanh này. Ok, không sao, bình tĩnh đây. Đây bạn ơi. Uầy, mà nó trâu vậy. Vai trưởng. Ok. Giờ một keo cái thằng bé. Thằng bé 210, cứu phát. Nó đang 210 bạn ơi. Chạy qua. Có liệu này. Vai lại dính liệu rồi. Hạ nó. Ngay phía hướng S đây ông ơi. Chạy ra ngoài rồi. Thằng bé 285. May ơi. Ok, cứu phát ông ơi. Vãi nổi. Đấy, tôi bắn cho một viên rồi đấy. Thế à? Hay lắm bạn ạ. Xem săn nó có gì không. Không à. May quá. Đá sát cánh của nhau. Này có ống ngắm nhật này. Ok, hợp lý. Cái kèo ngắm hay đi. Chạy qua thôi anh em ơi. Có xe này. Ông bạn chết rồi. Chết làm sao được. Các bạn đánh xe thì thôi. Lên. Bây giờ tầm này lên cổng chơi nha mọi người. Ok, cảm ơn Hoa nha. Mọi người nhớ theo dõi cũng như là chia sẻ, like, stream để ủng hộ cho mình nhá. Ra chỗ Dũng xong bắt xe đi bộ đây. Ê, Dũng ơi đừng. Đừng như vậy. Làm gì đấy Dũng ơi. Chưa mặt hả? Ok, quẹo xuống. Doraemon. Đây rồi, Doraemon. Đây rồi, Doraemon này. Doraemon này làm sao? Ui, bắn mất chảo. Auto chảo, cái đậu xanh. Ok, clear. Ơ, nó bị hồi sinh. Và ai trưởng? Sợ hết hồn. Mỗi lần game nó bị hồi sinh, tôi vẫn sợ hết hồn công ạ. Game Oxida vãi nổi. Thế luôn công ạ.
hai viên á. Ơ tôi lấy cái chảo, tôi lấy cái chảo. Lấy cái chảo đã, chém ông. Thế thì kia kiểu bắn ông tôi vừa chảo. Đi bộ đi, đi chung với nhau. Cũng được, nếu như ông thích đi bộ này. Thật ra thì xe có mỗi hai chỗ thôi. Đi hai đứa, một xe một đứa đi bộ mất tình anh em. Bên này trên này. Có vẻ hay gắt anh Dũng ơi. Dũng ơi gắt quá chứ nhỉ. Anh em đang lên rồi. Ê bạn ơi, đừng chết Dũng ơi. Ui, sát thủ ơi. Sát thủ ơi, đừng chết. Sát thủ ơi, nó đâu? Chỗ nào? Được bao nhiêu? Theo bao nhiêu bạn ơi? Đây hả? Đây hả? Đây hả? Đây hả? Ok, đâu rồi ông ơi. Cái đậu xanh này làm sao? Sao bạn ơi? Hơn bao nhiêu? Hơn bao nhiêu? Đấy rồi, rồi. Cái đậu xanh này làm sao? Cái đậu xanh làm sao? Đậu xanh này làm sao? Chờ tí, chờ tí ông ơi, chờ tí ông ơi, chờ tí ông ơi. Chờ tí ông ơi, chờ tí ông ơi. Đây rồi. Đây đây. Từ bình tĩnh. Bình tĩnh. Sát thủ ở đây. Làm sao mấy ông giục thế? Nãy mấy ông cứu tôi, giờ tôi cứu các ông thôi, có gì đâu. Chuyện bình thường ấy mà. Mình chưa bao giờ cảm thấy cảm động. Mà kiểu tay đang hơi ướt ướt ông ơi. Nên là cái lúc mà sấy nó bị ngưng một tí. Đang mò nút. Đấy vậy. Không sao. Phải trong một lát cơ, một lát tay nó mới khô được. Nó đông quá các bạn ạ. Tí nữa thì mò rồi. Ơ thì hóa ra một team cả. Một team mình lúc một thế cơ, ghê vậy, đi. Tôi có súng điện mà chưa kịp bắn phát nào luôn. Ê đúng rồi, người ta kết sao bạn ơi? Cầm 29 mình sấy điếu nó xong bạn phải em cầm phải thân gạt chết rồi. Chiến thuật thế. Mấy ông chơi kiểu chiến thuật như này tìm địch chơi sao lại. Thế ổn ha. Thế kinh hẳn, kinh hẳn. Sợ luôn. À các bạn ơi, chỉ có những cách như vậy sát thủ mới có thể nghĩ ra. Đúng rồi, chúng ta không thể nghĩ ra được. Đấy người ta gọi là chip money ấy, Dũng ạ. À, nhưng mà thôi, vì tôi chiến thuật hay các bạn bảo vô lên thì đâu có thể chiến thuật gì đâu, chỉ thấy chiến thuật chip money thôi bạn ơi. Chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ. Ê, Dũng ơi, bây giờ ông thấy tác dụng của chơi Kelly chưa Hòa Bi ơi? Tôi với Dũng chạy phát một, không sao cả. Các bạn vẫn mất máu mà. Chơi Kelly nó vậy, mất xíu máu thôi, việc gì đâu. Mình không muốn chạy nó nhanh mà. Chạy con, chạy thẳng đi. Ok, ok đi. Let's go. Nó, team nó có 4 thằng ấy các bạn ạ. À, 3 viết 4 à? Thì nãy giờ chúng ta vẫn chưa 3 viết 4 mà đâu xa đâu. Rồi làm sao? Ê, phía Dũng có người. Trên chói hả? Kệ đi, kệ đi bạn ơi. Thằng bé trên chói hả? Hay làm sao? Tiến vào trong bo trước ấy. Tiến trong bo trước là ngon mà. Chỗ nào ông ơi? Dũng trên chói hả? Câu liệu lên cả. Không phải trên chói thì ở chỗ nào? Ông cứ đùa. Thế ở bao nhiêu? Ê, thằng nào chơi ăn cấp mà. Thế ở chỗ nào? Mấy ông vừa nghe tiếng súng à? Bình tĩnh đi. Nhưng mà tim luôn. Cái đậu xanh gắt. Xây đi bạn ơi, xây cho nó. Ui mà 29 xây có vẻ kinh thế nhỉ. Bóng keo tiếp kìa. 29 xây kinh thế bạn ơi. Xây bóng keo đi. Ok mình đây, thôi kệ đi. Nó ra số thính rồi, đúng rồi. 29 điểm gì, xây đi. Xây đi ngoài, hợp lý. Ui nó dựng bóng keo lên liên tục kìa. Yên tâm các bạn, cứ tin ở mình. Hợp lý, ok hay lắm. Vẻ nông kìa. Đinh. Đứa sau thính nữa, một đứa sau thính nữa các ông ơi. Đây đây. Đang đây rồi, đang đây rồi. Làm sao đấy? Thằng bé này. Làm sao? Làm sao đấy? Ok này bắn gục được rồi. Và ai trưởng? Hạ trưởng. Cứu phát, cứu phát. Cứu phát xuống ơi. Lên trên còn quần đấy hả? Đi. Lên. Không phải quần máu gì. Đúng rồi, cần gì quần máu nữa. Chưa thấy bạn này. Chưa thấy bạn này. Chưa thấy bạn này. Ok. Good game. Lại tới một rồi. Hợp lý nhỉ. Thế bảo chiến thuật của Dũng với lại sát thủ có vẻ căng. Nhưng mà có đã áp dụng đều. Lộn thôi. Áp dụng được thằng cuối. À. Thế cơ. Thế kinh rồi. Biết nói gì nữa. Ok mọi người. Đã tốt một rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.